Sôi động, bây giờ mình lên mình hát sôi động. Chị Dương tính sao, chị tính đi nè, chị cầm video chị tính luôn đi. Giám đốc tính luôn đi. Và tại vì trong cái beat của tỷ là ổng có nhạc beat. Nó có dân ca, bây giờ dân ca mọi người thường không? Và cái lưng qua miền nè, tế tế. Anh Lương nói gì đó là anh Lương không có mang nhạc. Nhưng mà mọi người hát anh Lương lên nhảy. Đúng không anh Lương? Vậy là anh Lương lên nhảy với tụi em nha. Ôi giờ mình hát cứ lên lấy khúc lưng qua miền đi. Có Bắc Trung Nam nè. Hả? Mình là người dân miền Nam nha. Rồi ok, mình lên qua miền nha. Chào chơi luôn nha. Rồi thưa quý vị, một đồng hóa lại tổng thống ở Thiên Quốc quê hương Ba Miền. Rồi đầu tiên thì mời tất cả các anh chị sẽ cùng xuôi về miền Bắc thân yêu với chúng em nha. Dạ. Thank you.
Để trực
kết thúc trong đêm nay là ra sao, rất là vui quý vị ạ. Cảm ơn chị Chính, cảm ơn anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Vũ Lung đã đến đây. Nói chung là tại vì tưởng là có cái dàn nhạc ở đây, thành ra nghĩ là ôm vô dàn nhạc là anh hát thôi, nhưng mà tại quản lý anh không có biết ở đây là ra hát không được. Dạ, đừng có cầm cái đuôi anh Bình. Anh Lương. Dạ. Dạ, đáng lẽ là anh không được, nhưng mà